Hello tất cả anh em nha, và chào mừng anh em đã quay trở lại với video của mình là Tino đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với cái series mình chơi Power TG Online nha. Tiếp tục với những giao án mình muốn gửi đến cho anh em thì hôm nay mình sẽ gửi đến cho anh em một bộ bài thép. Một bài mà phải được rất nhiều bạn mong chờ đến là bài giao mang chúng ta thêm nét nha. Đúng với nhân vật chính luôn ngày hôm nay thì bộ bài của chúng ta sẽ gồm có 22 lá Pokemon. Đây 20 lá Trainer và còn lại là 18 lá năng lượng hệ thép nha. Ok, chúng ta cùng bắt đầu tìm kiếm đối thủ nào. Có vẻ như bộ bài này khác với những bộ bài thêm đất trước kia là có một số bộ bài thêm đất thì nó sẽ có những Pokemon để thể gọi những Pokemon ba xích lên. Có số bộ bài thực thể giúp chúng ta bốc bài, còn có một số bộ bài giúp chúng ta lấy năng lượng cho một bài lên. Còn bộ bài này thì không có một Pokemon nào có thể giúp ta làm được đó luôn. Và bộ bài của chúng ta nếu gặp những bộ bài như như Dragonite này rất là phải khó ăn nha. Vì sao? Vì bộ bài đối thủ là có những bộ bài hệ có những Pokemon hệ điện. Những Pokemon hệ điện thì có resistant hệ thép của chúng ta. Vì vậy mà khá là bực. Lúc mình đập hệ thép và đập với hệ điện thì sẽ bị trừ đi 20 đam. Đấy, một điều khá là bực nha. Và mình thấy cái điểm yếu của bài này chính là không có item nào hoặc là spotter nào để có thể tái chế lại những lá ở dưới mộ. Vì khi mà những Pokemon chủ lực của mình xuống dưới mộ thì chúng ta không cách nào có thể tái chế được. Hoặc ví dụ như là nếu như các bạn sử dụng Professor Research, các bạn bỏ hết những bộ ngoài chủ lực của mình từ trên tay xuống dưới mộ, ví dụ như lá stage 1, stage 2 và trên dưới mộ đi, các bạn không có cách nào để có thể lấy lên lại được hết. Vì vậy giống như cái hai mình này, mình có hai Covid Knight, và nếu như mình bỏ hết thì mình không cách là không có là lấy lên lại được luôn. Và vì thế những basic này Rocky đi hoặc là Covid Squire thì phế luôn. Bài này thật là áo dựa ở chỗ đó đó các bạn. Sẽ lấy hai Pokemon Basit đi. Lấy hai con lại đi. Bên tay mình có dạng stage 1 của hai em nó rồi mà. Rồi tiến hóa nào. Đọc 30 120 hên xui 80 căng và bạn đánh một lăng được vào cho nhân tay đi. Sử dụng mũi vị đầu tiên của Demanta với bấm sát thương và nó sẽ giảm 20 sát thương nhận vào trong lượt tiếp theo. Đấy. Và mình thực sự không thích cái con Demanta này cho lắm vì cái mũi vị hai của nó thực sự khá là hên xui. Nếu như mà mình là mặt ngửa thì mình được tấn công trong lượt tiếp theo với mũi vị hai đấy, nhưng mà nếu ở mặt úp thì mình không thể tấn công trong lượt tiếp theo được. Một mũi vị mà khá là bực đấy các bạn. Rồi đối thủ đã có Thunderous rồi, Metal Soul, chúng ta có đó trên Metal Soul rồi này, nên chúng ta lại không có cái gì hết luôn, không có năng lượng, không Smoker. Rồi chúng ta hoàn toàn không là gì được gì trong tên này. Bực thế nhỉ. Rồi đối thủ sử dụng chuyên chu để tăng lên một tên nè. Cũng khá là hay chứ. Thì mình sẽ tiếp tục chơi nhây. Sử dụng movie đầu tiên đánh tiếp theo trong hai liệt. Bình như mình càng nhây thì tỷ lệ win của mình càng thấp. Mình nghĩ là vậy vì đối thủ đã lên bài khá là nhanh rồi. Cái hen này Brick rồi còn đâu nữa, mình đã thua đối thủ đến tận 5 lần lá bài rồi. Tay thủ cũng khá nhiều, tay mình thì chẳng có gì đặc sắc cả. Spotter, năng lượng cũng ok.
đến vào Covid Square. Mình chơi tiếng Hoa vội nha, cứ để lại đây đi. Ấy vãi. À quên quên, nó đến vào hệ điện thì nó chỉ được 10 sát thương thôi, vì nó giảm tầng 20 sát thương rồi thôi. Có vẻ trận này mình toan rồi. Không có cửa win đó các bạn. Cứ đánh tới cùng thì cần phí thời gian thôi, vì đối thủ sắp lên được Dragon Knight rồi. Bà mình còn Brick nữa thì chấp nhận thôi. Cho mình cứ nhanh luôn, nhây cho vui. Không có bài thì thôi, nếu như đối thủ lên thì mình thua, còn không thì mình cứ tiếp tục nhây 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 vậy. Đối thủ lên thật rồi. Trận này hy vọng của mình ở đâu ta? Chẳng có một tí hy vọng nào cả luôn. Thật sự Pokemon ngoài bìa thêm ít mà chẳng có gì đặc biệt cả luôn. Thà là movie 2 của nó thì nếu như theo thì nó còn cho mình sử dụng movie đầu tiên đi. Đây nó cũng không cho luôn. Thế bực không chứ. Mình có switch cũng tàn tàn bạm. Và có vẻ như đối thủ sắp lấy Dragon Knight knock out mình ư. Đừng cục xúc vậy chứ. Ồ có vẻ vậy rồi. Không, lượt sau, mình nghĩ là lượt sau đối thủ sẽ dùng Dragon Knight để knock out chúng ta. Vậy thì trong tên này bắt buộc mình phải knock out đối thủ rồi. Không còn cách nào khác. Ok, kit rồi. Lấy một rookie đi thì có tay một thì mình sai vào rớt đi. Mình cũng đánh thì ngã nào mình cũng sẽ bị đối thủ knock out thôi, vì vậy mình rồi lại switch ư. Vì vậy mình cứ đánh để cho lấy được một fry card. Ok, đối thủ đã dùng thân rớt để knock out chúng ta rồi. Và nếu như chúng ta muốn knock out thân rớt này thì chúng ta buộc phải có 140 sát thương. Ủa sát thương khá là nhiều. Không cách nào cả. Bài này của chúng ta thì đam tối thiểu chỉ được 130 thôi. Chứ không thể nào mà có một lượng đam nhiều hơn như vậy được. Để xem sự... đây rồi chúng ta có thể giúp chúng ta chiến thắng không nha. À, mình nghĩ là chắc chắn không rồi. Rồi còn mặt nữa vậy nữa thì đã nắm cái gì nữa rồi. Sẽ bắt Yamayanta. Ta sẽ làm gì trong lượt này đây ta? Hop cũng ok. Vậy mới cho mình một thứ gì đó ngon ngon. Squid đi. Hai, thêm cái nữa. Mà bèo bọt vậy trời ơi.
Vậy nên tôi sẽ không thể knock out mình được rồi. Ở lúc đó mình sẽ sử dụng để sẽ tiến hóa Covid Knight lên, sau đó nó bỏ đối thủ với 130 sát thương, trừ 20 là còn 110. Đấy, thân rớt còn đúng 110 luôn. Và nếu như chúng ta được thân rớt thì đối thủ sẽ không có point nào để hệ điện nào. Đấy, có thể ôi trời ơi, hai con Dragon Knight rồi. Ừ, khá là căng thẳng rồi đây. Rồi để xem đối thủ làm gì tiếp theo nha. Chẳng lẽ đối thủ lại rồi switch rồi chứ mình không nghĩ đối thủ xào lại đâu, chính xác luôn. Đối thủ sẽ mất 3 năng lượng. Số bài này, trong một bài của đối thủ còn nhiều gấp đôi số bài trong một bài của mình luôn. Cứ đặt một pawn lên đi rồi sau đó mình switch nó sau, vì mình có hai lát switch lần mà. Rồi là thêm một em này có nhân mà nhân ta mình sử dụng metal soccer đến một pawn thép ở vùng ban. Chơi đi. Để lên 130 sát thương. Rồi mình sử dụng điều kiện của movie 2, đó chính là nếu như bạn bỏ hai năng lượng từ phong anh này thì bạn sẽ giảm được 100 sát thương nhận vào. Đấy, và lần này chắc chắn Dragon Knight hay bất cứ pawn nào của đối thủ không thể knock out chúng ta. Dù là thân rớt đánh mình được 120 đúng ta. Rồi đối thủ đã có Dragon Knight thứ hai, khá là khó chịu đây. Không, Pichotto lạ nha. Vậy đối thủ không có Regana thứ hai ư? Chúng ta hãy xem đối thủ sẽ làm gì trong lượt này nha. Ồ, tiếp tục tấn công bằng Regana ư? Nếu như đối thủ tấn công mình thì mình chỉ sử dụng movie đầu tiên thôi và năng lượng để nạp cho Pokemon ở vùng ban. Ồ, có vẻ đối thủ đã rút lui. Vì đối thủ sợ mất Red Knight này thì không có Pokemon nào để đánh năng lượng ấy. Rồi mình sử dụng Potion để có thể hồi máu cho Covid Knight Urban. Rồi tiếp tục sử dụng movie 2. Tiếp tục bỏ hai năng lượng. Đấy. Bóng ta chạy khá là chậm. Vì vậy mình khá là bực mình đây, chứ không mình có thể đánh ngang kèo với đối thủ được nữa. Các bạn mình lần tiếp theo mình sẽ mất Covid Knight. Đấy, đối thủ hên thế nhờ, tôi chỉ còn 7 lá trên tay thôi. Còn mình thì 23 là từ đó thì có vẻ đã diễn ra được 8 phút. 8 phút rồi trôi qua rồi. Rồi hai thân rớt. Khá là căng nha. Mình hết năng lượng rồi, không có gì có thể dự phòng cả luôn. Toạc sớm các bạn. Ừ,
Có khi nào mà đối thủ thua vì hết bài không ta? Không, chắc đối thủ có xin thay với Thế Analyzer và sao? Sao thua thua vì hết bài được, đúng không bạn? Lấy năng lượng đi. Nó mới chắc thế không? Ok. Và đối thủ buộc phải đối thủ đánh một đòn này phải ok. Vì mình sẽ dính vào tùm lum câu ở bên luôn. Sau đó mình đánh là 50. Đối thủ là tiếp tục đánh tùm lum vào bên mình. Khó lắm, khá là khó chịu đây. Trời ơi, nhìn đối thủ lên năng lượng kìa, còn mình thì buộc chả muốn nói luôn. Xem lần này mình xài, lần này mình xài được bao nhiêu box của ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cũng là cũng khá là nhiều. 6 lá Spotter. Còn đối thủ thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhưng vì đối thủ có 2 Pichotto, vì vậy đối thủ cũng có thể bốc một lượt, đối thủ bốc free một lá khá là hên, khá là ngon. Đấy, mà mình còn được lựa một trong hai đất lên đỉnh nữa nhé, còn mình thì chẳng có gì hết luôn. Vòng 30 thì ok, mình lấy đi sáp để có thể kết liễu đối thủ. Hop nào, bốc ba lá. Chúng ta không có metal soaker gì hết cả nha. Nó bỏ đối thủ thôi. Không được, cái xe đối thủ sẽ làm gì? Con này hả? Nếu như mình hên mình có thể knock out được, nhưng mà khá là khó. Chúng ta cần ba mặt lửa. Mục tiêu cũng khá là khó đây, nhưng mà nếu mà qua ba mặt nữa thì nhân phẩm quá tốt chứ sao. Rồi nếu sử dụng đen nha. Ồ, một ngọn năng lượng thế. Tôi thử chọn một trong ba cái, tôi sẽ chọn gì đây? Ồ, mình chỉ mong được ba mặt lửa thôi. Tuy nó khó thật đấy, nhưng mà mình vẫn hy vọng là nó thành công. Ba mặt ngứa nha. 1, 2. Rồi xong phim. Chán thế nhờ. Tôi còn 10 máu kìa. Kiểu này là toang rồi. Trận đấu có phải kết thúc rồi đấy, mình thua rồi. Dù nhây tới bao nhiêu thì vẫn không thể nào chiến thắng được cả. Khó thật. Giờ này vẫn không có supporter luôn ta. Tại sao không lấy cho mình một lá research nào nhờ? 52. Giá lúc nãy được bật ngứa thì trận đấu đó cũng phải êm xuôi rồi. Bật thế cơ chứ. Nhiều suy nghĩ lâu người ta nên knock out mình là xong rồi chứ, có thật sự sẽ không knock out được. Mình giảm 100 sát thương nhận vào rồi không, nhưng mà mình nhớ vẫn nhận, hình như tầm 104 thì phải, nếu nhớ không nhầm. Vậy là vẫn chết. Ok, không sao, dù bộ bài mình yếu.
những trong đánh 104 hai à 254 giảm 100. Vậy là sau khi áp dụng Witness Resistance đó, nó sẽ giảm 1100 ta. Thế nó rất đánh mình Witness mà là 204 giá 100 là 104, đúng rồi, mình nhận 104. Ok, thế nên trận đấu tiếp theo nào, mình gặp bài hàng nước và mình không có lăng tăng việc gì cả. Hai bên đều không bởi thế này là toang rồi. Hai bên đều không lăng tăng về Witness hay là Resistance gì cả. Như vậy mà khá là dễ chơi. Nhưng mà cái hand thế này của mình thì khá là khó nói. Hy vọng active của đối thủ chỉ là một Pokemon yếu máu thôi, tầm 60 là ok. Chính xác luôn. Lại bốc trong sự quýt, trời ơi. Sao mà nhỏ thế nhờ. Nhớ cái chủ là gì ta? Đó là thủ Cynthia. Nhìn đối thủ có supporter mà mình buồn thối ruột luôn. Supporter này. Supporter. Nice. À, chúng ta sẽ mất một Battle Soaker, mất một Switch. Thôi, bắt buộc phải vậy thôi. Chứ hai cái này tệ quá thì làm sao? Cái hand này vẫn tệ nha. Mình lấy gì đây ta? Rồi, Ferocit đi. Mình có dạng là tay mổ ở trên tay mà. À, nhưng mà đặt lên thì đối thủ sẽ sử dụng Fiony. Bực mình thấy là mình phải switch. Con Bisap thì xuống dưới Ben. Rồi mình sau đó mình sẽ tiến hóa Ferrothorn này. Oh. Mình mà được ba bậc nữa thì sướng nha. Giờ phúc nhân phẩm sẽ đến. Nói vậy thôi chứ không biết nó có đến không nha. Cho mày đến ta luôn. Ba bậc nữa thôi. Không lại biết không được rồi, giờ thì được nha. Một cái nữa. Ok. Nghe. Vẫn thua, không hiểu vì sao thủ thua luôn. Ok, có vẻ như là video của mình sẽ dừng kết thúc tại đây thôi. Chọn không được luôn ta. Đấy. Điểm quá bộ bài của chúng ta thì Ferrothorn là một con khá là nhân phẩm, về đam mắc của nó chỉ là 90 tới 100 thôi. Nhưng mà mua về hai con nó khá là hay nha. Vì có với 3 năng lượng, sau khi sử dụng đồ đạch bạn có thể di chuyển tất cả năng lượng này vào một con khác. Đấy, đó là mua về khá là hay. Còn Bisharp thì khởi đầu với nó khá là tốt. Vì đó có thể gây được 6 sát thương với 2 năng lượng, hoặc là mắc là 90 sát thương nếu như bạn có thêm 2 hay giờ 3 xít của nó ở bên nha. Đấy, còn có viên này thì quá mạnh rồi, không phải bàn đến. Còn đúng ra luôn là này thì có việc tiên của nó không khá hay, nhưng mà bạn phải có năng lượng từ giấy mộ. Đấy, để nó sẽ đến vào Pokemon của bạn. Đấy. Và sẽ gây được và bạn sẽ gây được 30 sát thương với đồ đánh này và đến một năng lượng hệ thép vào một con bất kỳ của bạn. Còn movie 2 thì 110 sát thương không có gì hết. Đấy. Ok, trên đây là tổng quan về bộ bài Yamagata thêm ít. Và nếu như các bạn cảm thấy video này hay có ích, hãy đừng quên bỏ lại một like, một share, một subscribe cho mình nhé. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.